Chà, sau đây chúng mình nhận được màn tí pí. Chân là màn tí pí này cứ dựa riêng bộ rê phí xa ảnh lê. Chà, rồi thằng ngày chán, thằng ngày bốt nâng, thằng ngày sốc như riêng phí xa ảnh lê. Chà, chân thằng ngày này chúng mình nâng phí xa ảnh lê bao giờ riêng chúng mình nâng letter thơ mây đái. Chà, chân mình nâng cho đó letter thơ mây này cứ cho con đó khả nê tự chí riêng chúng riêng ABC sân á. Tỏ, tự chí riêng chúng mình nâng cứ dựng ngọt khả nê á. Con có nói cái này là ban chơi riêng chuẩn bị ngày BC bánh mấy phần đại dương chơi riêng hai giờ toàn ban an thế à lấy dương từ an PA the season trả từ an đó cái này A B C D E F G H I J K L M N O P Q O S T U V W X Y Z. Chà, ở con có nói cái này là bàn án nơi ABC ở bánh mình. Chơi thằng ngày đấy dưới nâng bằng to chúng mình nâng mê riêng bao dưỡng. Chúng mình nâng letter thầm mày cứ letter Y. Chơi cả bây thằng ngày sống nó cứ dưỡng bàn riêng letter X. Ngày dưỡng bàn riêng 2 X. Hay nó dưỡng bàn rộng lớp bí à so thông à so tôi đài. Chà, chơi thằng ngày đấy dưới bằng to chỉ mỗi mê đến thầm mây cứ letter Y. Vậy lấy nẹ cái đôi nâng bằng hai con bí đặc biệt sạch xe tại mặt đồ. Chà, letter Y cứ tìm mỗi con xua tế con tìm mình tuột hình trade máu mạch trade khăn bê tế tạp má con bạp này hai con tìm hàng này cho một khổ chà Y chà hả lấy con ốc này ăn cho mình nhạc cổ Y Y Y chào con ốc này hả lấy giờ tới chơi riêng chùm riêng letter Y hay nằm mơ ca sạch xe mà đón tiệt tỏ. Unit 25. This is the letter Y. 1. Trace the big Y. Please count and trace with me. 1, 2, 3. Y. A big Y. Y is for yo-yo. Y, Y, Y. Y is for yo-yo. Y, Y, Y. 2. Trace the little Y. Please count and trace with me. 1, 2. Y. A little Y. Y is for yarn. Y, Y, Y. Y is for yarn. Y, Y, Y. 3. Chant with me. Y, Y, Y. Y is for yo-yo. Y, Y, Y. Y is for yo-yo.
chant together. Why, why, why? Why is for yo-yo? Why, why? Why is for yarn? តើអរគុណកូនអរគ្នាបានជ្រៀងនៅចម្រៀង Letter Y បាញ់មាញ់ហើយនៅមើលការសរសេរដែរអញ្ចឹងការសរសេររបស់វាងាយស្រួលទេឥឡូវកូនអរគ្នាលើកដៃឈ្នួនកូនឡើងមកចាហើយយើងរៀនសរសេរជាមួយអ្នកគ្រូចាទី1កូនទីមិនទាត់រៀងត្រេតបន្តិចចាតើមកកូនទីមិនទាត់ខាងនេះមកវិញមកហើយចុះមកក្រោមចាបែបនេះហើយនៅចាបងហើយកូនលើកក្តារឈ្នួនកូនឡើងអានជាមួយអ្នកគ្រូ why 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 អរគុណឥឡូវកូនអរគ្នាលើកក្តារឈ្នួនកូនចេញវិញចាហើយយើងនឹងសរសេរ letter y ចំនួន4ដងចាតោះសរសេរជាមួយអ្នកគ្រូបន្ទាត់ត្រេត1ហើយមួយទៀតត្រេតរៀងវែងចុះមកក្រោម1ចាមួយទៀត2 3 4ចាកូនសរសេរឲ្យនៅចាបើសរសេរឲ្យលើក្តារឡើងឲ្យអានជាមួយអ្នកគ្រូតោះ why 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 ចាអរគុណកូនអរគ្នាអញ្ចឹងកូនអរគ្នាអាចអានខ្លួនឯងបានអត់តោះ1 2 3 ចាអរគុណកូនអរគ្នាដូច្នេះមេរៀនថ្ងៃនេះគឺយើងរៀន letter y ហើយនេះគឺជា letter y អក្សរធំដូច្នេះនៅពេលដែលយើងរៀនដល់អក្សរ y នៅសល់តែមួយអក្សរទៀតទេដែលយើងបញ្ចប់ពរេភាសាអង់គ្លេសរបស់យើងអរគុណដល់បងប្អូនគ្នាលើកនៅសិភៅកិច្ចការផ្ទះកូនឡើងហើយកូនសរសេរ letter y ចូលក្នុងសិភៅរបស់កូនចានៅពេលដែលសរសេរហើយអ្នកគ្រូមានលំហាត់មើលកូនធ្វើគឺអ្នកគ្រូចង់បងប្អូនសរសេរ letter y ដែលលើកដាក់ឈ្មោះរបស់កូនចំនួន4ដងហើយអានឲ្យអ្នកគ្រូស្ដាប់ចានៅពេលដែលរៀនហើយហើយបងប្អូនរៀបចំសម្ភារៈដល់ក្នុងកថាវិញហើយកុំភ្លេចអរគុណដល់ម៉ាក់ប៉ាអរគុណអ្នកគ្រូនិងលោកដៃជាមួយនឹងសាប៊ូអរគុណចា៎យើងនឹងជួបជាមួយអ្នកគ្រូនៅថ្ងៃស្អែកបន្តទៀតជម្រាបលាបាយបាយ